Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm
2024-2025, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện cuộc vận động. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn trao hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương năm 2024. Đảng bộ phường Bình Minh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 28 tháng 8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU. Hội nghị cũng được kết nối với các huyện, thị xã, thành phố ven biển trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, có đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan Ủy ban Nhân dân thị xã và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường có biển trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Sau gần 7 năm, kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2017, thực hiện chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, thực hiện chỉ thị số 32 CTTU ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư, nghị quyết số 52 NQCP ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. Các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU. Qua 4 đợt thanh tra của EC, đến nay tình hình chống khai thác IUU đã đạt được một số kết quả về hoàn thiện khung pháp lý, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cả quốc gia, kiểm soát sản phẩm thủy sản nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định các biện pháp quốc gia có cảng, thực thi pháp luật, xử phạt vi phạm khai thác IUU được tăng cường hơn trước. EC đánh giá cao quyết tâm chính trị của Việt Nam, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp trung ương. Tuy nhiên, khâu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương còn nhiều hạn chế, dẫn đến một số nhiệm vụ chuyển biến còn rất chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ tư vào tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị, các bộ ngành địa phương đã thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được, làm rõ những nội dung tồn tại hạn chế, nguyên nhân và nhận định về tình hình nhằm chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 vào tháng 10 năm 2024. Cùng với đó, các bộ ngành địa phương cũng đề xuất kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp về chống khai thác IUU. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan địa phương để xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý thực thi pháp luật để xảy ra vi phạm. Để tháo gỡ được thẻ vàng, sau khi đoàn thanh tra của EC làm việc lần thứ 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các ban bộ ngành địa phương có liên quan cần thực hiện nghiêm chỉ thị số 32 CTTU của Ban Bí thư, nghị quyết số 52 NQCP của Chính phủ. Các ban bộ ngành địa phương cần tập trung cao độ, triển khai cao điểm, huy động nguồn lực ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tăng cường lực lượng công an biên phòng phối hợp với chính quyền cơ sở tại các địa bàn trọng điểm, vừa tuyên truyền vận động, vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn từ sớm, từ xa, tàu cá, ngư dân có ý định đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Các địa phương cần áp dụng triệt để quy định tại nghị quyết số 04/2024 ngày 12 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, để xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, cũng như hành vi ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị, giám sát hành trình trái quy định của pháp luật, yêu cầu các tỉnh còn để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Các bộ ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của địa phương trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không hoàn thành chức trách trong thực thi công vụ, xử phạt các hành vi khai thác IUU. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức cá nhân, lực lượng chức năng có liên quan không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong thi hành công vụ, bao che, dung túng, tiếp tay cho hành vi khai thác IUU.
để tàu cá vi phạm khai thác IUU ra vào cảng, xuất nhập bến, tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử để đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp trong xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Các bộ ngành địa phương có liên quan cần chuẩn bị kỹ chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5, nỗ lực quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 8, Ban chỉ đạo thị xã Nghi Sơn về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025, tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện cuộc vận động. Sự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thị xã, đồng chí trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí phó ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đã báo cáo tiến độ thực hiện cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã trong 2 năm 2024-2025. Theo đó, thực hiện chỉ thị số 22 CTTU ngày 30 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo Thị xã về thực hiện cuộc vận động đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc vận động tại 31 trên 31 xã phường. Ban Chỉ đạo Thị xã và các xã phường, cơ quan đơn vị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ủy ban Nhân dân thị xã thành lập 3 tổ công tác phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã phường, rà soát thẩm định hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Qua rà soát tổng số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã, đề nghị là 200 hộ. Trong đó số hộ cần hỗ trợ xây mới là 98 hộ, số hộ cần sửa chữa là 102 hộ. Đối với việc tiếp nhận ủng hộ cuộc vận động sau gần 5 tháng triển khai, đối với thị xã tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã tiếp nhận ủng hộ về quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã quản lý với số tiền 340.940.000 đồng. Các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ số tiền là 3.940.000.000 đồng. Các xã phường tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã tiếp nhận ủng hộ về quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường quản lý với số tiền 4.713.045.047 đồng. Trong đó, các xã phường đã chuyển nộp về tài khoản quỹ vì người nghèo thị xã theo phương án số tiền 588.030.000 đồng, đạt tỷ lệ 4,1%. Tổng số tiền vận động của thị xã và các xã phường trên địa bàn thị xã đến nay đạt 9.581.997.947 đồng, đạt tỷ lệ 63,1%. Từ nguồn kinh phí trên, thị xã đã dự kiến phương án phân bổ kinh phí xây dựng sửa chữa nhà ở trong 2 năm 2024-2025 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đợt 1, gồm hỗ trợ xây dựng mới cho 30 hộ và sửa chữa 32 hộ. Đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, đã có 3 xã phường khởi công xây mới nhà, trong đó xã Nghi Sơn khởi công xây mới 1 nhà, xã Phú Sơn khởi công xây mới 1 nhà, phường Hải An khởi công xây mới 1 nhà. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đóng góp các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động bằng các hình thức đa dạng phù hợp, tạo đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan đơn vị các xã phường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Cái thứ nhất đấy là chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả cái chỉ thị 22
ngày 30 tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ làm nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Thì với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất và đạt hiệu quả thiết thực nhất, đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm và 6 tháng đầu năm 2025. Thứ hai ấy, đấy là chúng ta phải triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch số 25 ngày 2 tháng 5 năm 2024 và phương án số 01 ngày 23 tháng 6 năm 2024 của Ban Chỉ đạo cuộc vận động thị xã, để chúng ta tiếp tục kêu gọi vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, rồi nhân dân trên địa bàn thị xã chúng ta chung tay góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện cuộc vận động. Và đề nghị các đồng chí lưu ý cái quá trình vận động chúng ta phải linh hoạt, sáng tạo và tuyệt đối không ép buộc. Chúng ta phải tiếp tục rà soát các cái hộ có nhu cầu, đảm bảo có cái điều kiện. Đấy, và các thành viên ban chỉ đạo tổ chức việc ấy, các đồng chí phải thường xuyên cập nhật cái tiến độ, nghiên cứu các cái văn bản chỉ đạo cũng như các quy định để tham mưu công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban chỉ đạo thị xã. Đấy, thì đề nghị các cái đơn vị tài trợ, đấy, rồi các cái chính quyền các địa phương, các đồng chí phối hợp, đấy, mình thường xuyên quan tâm đến các đối tượng mình được hỗ trợ, đấy, để tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, người thân của các cái hộ đấy, họ phải góp sức thêm với mình. Là đề nghị ban dân vận, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo, các đồng chí phải theo dõi đôn đốc. Bên cạnh đấy thì báo cáo những cái tổ giúp việc nữa, những cái mình đã đề ra rồi đấy, thì phải theo dõi đôn đốc để mà báo cáo đấy, chúng ta quán triệt lãnh đạo chỉ đạo cho nó hiệu quả hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ những khó khăn về nhà ở cho hội viên phụ nữ, trong hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương năm 2024 cho 3 gia đình hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Sơn, phường Hải Thanh và xã Cát Sơn. Sự buổi bàn giao hỗ trợ có đồng chí Lê Thị Hường, thị ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã phường sở tại. Chị Nguyễn Thị Trang là hội viên phụ nữ thuộc diện hộ nghèo ở thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn. Gia đình chị có 6 người, gồm 3 thế hệ sống trong một căn nhà nhỏ, vỏn vẹn 15m2, xây dựng cách đây đã lâu và đã xuống cấp nghiêm trọng. Chị Nguyễn Thị Thắm là hội viên phụ nữ ở tổ dân phố Quang Minh, phường Hải Thanh. Gia đình chị thuộc hộ nghèo, chồng chị không được minh mẫn, bản thân hai vợ chồng chị thường xuyên đau ốm quanh năm. Gia đình có 3 người con gái đầu bị khuyết tật. Gia đình chị sống trong căn nhà xuống cấp sập sệ, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến. Hội viên Phạm Thị Tú là mẹ đơn thân ở thôn Phú Sơn, xã Cát Sơn, thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân chị đã quá tuổi lao động, hiện đang nuôi con học đại học. Hai mẹ con sống trong gian nhà ẩm thấp, sập sệ, không đáp ứng sinh hoạt hàng ngày. Ngay khi nắm thông tin về hoàn cảnh gia đình 3 hội viên trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Phú Sơn, Cát Sơn và phường Hải Thanh đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã về khảo sát và xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm tình thương cho các gia đình. Hiện ngôi nhà của 3 gia đình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tại những nơi đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã trao hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho 3 gia đình, mỗi gia đình 40 triệu đồng với tổng kinh phí là 120 triệu đồng. Tại buổi hỗ trợ xây nhà, thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, đồng chí Lê Thị Hường, thị ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn
đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng chí mong rằng khi có căn nhà mới khang trang, vững chắc hơn, gia đình sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên tích cực tham gia lao động phát triển kinh tế để xóa nghèo bền vững. Việc hỗ trợ vận động xây dựng nhà mái ấm tình thương là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó giúp nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo giải quyết vấn đề khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội cơ sở phát huy tích cực vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị từ thiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giúp hội viên hiểu được ý nghĩa của cuộc vận động, từ đó tham gia tích cực hoạt động hỗ trợ để nhiều phụ nữ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn có nơi ở ổn định, tạo động lực cho gia đình hội viên tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 8, phường Hải Thượng đã sôi nổi tổ chức giải bóng chuyền Gia Nam chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Tới dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, lãnh đạo cấp ủy chính quyền phường Hải Thượng. Đồng chí Nguyễn Thị Sáu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban tổ chức khai mạc giải đấu. Tham gia giải đấu có 9 đội với 70 vận động viên đến từ 8 tổ dân phố và 1 đơn vị trường học. Theo thể lệ giải đấu, ở vòng bảng các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Đối với vòng tứ kết, bán kết, mỗi trận sẽ thi đấu 5 hiệp và loại trực tiếp để tìm ra 2 đội vào thi đấu trận chung kết. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào giải đấu với tinh thần thể thao sôi nổi, phấn khởi, mang đến cho các đại biểu và cổ động viên những pha bóng đẹp mắt, kịch tính và chuyên nghiệp. Giải đấu bóng chuyền Gia Nam trên địa bàn phường Hải Thượng với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ đã nêu cao vai trò ý nghĩa của luyện tập, thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải đấu còn tạo ra môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường. Thưa quý vị và các bạn, Hải Bình là phường có tiềm năng thế mạnh về phát triển kinh tế biển, chiếm tới 85% tỷ trọng kinh tế của địa phương. Hiện nay, toàn phường có khoảng 185 phương tiện tàu thuyền, chủ yếu là tàu công suất lớn, có chiều dài từ 24m trở lên và 15m trở lên, khai thác đánh bắt xa bờ. 8 tháng năm 2024, phường Hải Bình đã khai thác, thu mua và chế biến với tổng sản lượng được gần 30.000 tấn hải sản các loại như cá, tôm, mực. Trong đó khai thác được 12.500 tấn, thu mua chế biến được gần 17.000 tấn. Để thúc đẩy kinh tế biển và hậu cần nghề biển phát triển, cấp ủy chính quyền phường Hải Bình luôn khuyến khích cũng như áp dụng kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh và thị xã để tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển. Hiện nay, việc khai thác thủy sản đang được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ để tàu thuyền ra khơi đảm bảo các điều kiện IUU. Vì vậy, trong những tháng qua, Hải Bình cũng như các địa phương ven biển của thị xã Nghi Sơn đang tiến hành kiểm tra lại các tàu thuyền khai thác đúng ngành nghề đăng ký đăng kiểm, lắp giám sát hành trình và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu khi vươn khơi khai thác thủy sản. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Vì vậy, trong thời gian qua, Đảng bộ phường Bình Minh luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đảng bộ phường Bình Minh hiện có 289 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, trong đó 7 chi bộ tổ dân phố và 6 chi bộ cơ quan. Trong thời gian qua, Đảng bộ đã tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Từ đó kịp thời có định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo,
ngăn chặn những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội với nhiều hình thức và đối tượng cụ thể. Đảng bộ cũng đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường phối hợp với các chi bộ tổ dân phố, tuyên truyền qua các hội nghị về các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là tiền đề quan trọng góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Hoàng Thị Nam, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh cho biết. Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay, đây là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và thực hiện thường xuyên, mang tính chất hiệu quả. Thì trong thời gian tới, đối với lại Đảng ủy phường Bình Minh sẽ thực hiện một số các nhiệm vụ, đó là về đảm bảo về phương thức trong cái việc đổi mới các hoạt động nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là đổi mới về hình thức tuyên truyền, công tác phối hợp, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong cái công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên hệ thống mạng xã hội, hình thức trực tiếp, hình thức khách quan qua các hội nghị, qua các nội dung chuyên đề từ phường xuống đến cơ sở, xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao ý thức trách nhiệm và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lồng ghép để tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tình hình mới hiện nay. Đặc biệt đó là nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên trong cái nhiệm vụ chính trị của cả nước và chính trị của địa phương để có những cái định hướng tuyên truyền, giáo dục một cách kịp thời, tránh sai lệch những cái nội dung chính thống. Thứ hai đó là xây dựng Đảng và thực sự trong sạch, vững mạnh, đảm bảo cái nhiệm vụ chính trị đặt ra phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa của mỗi cán bộ đảng viên và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt là đảm bảo tính đoàn kết thống nhất nội bộ trong tình hình mới hiện nay. Và thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Hàng tháng, hàng quý thì sẽ có cái sự lồng ghép mở các lớp tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó xây dựng tin bài về những nhiệm vụ chính trị của địa phương và những văn bản hướng dẫn mới trong tình hình hiện nay một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất và trọng tâm nhất. Bên cạnh đó thì cũng chú trọng để nâng cao xây dựng cái thế trận lòng dân, đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo công tác nội bộ luôn luôn được giữ vững. Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Vì vậy, Đảng bộ phường Bình Minh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đảng bộ. Từ đó lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Thông báo về việc hỗ trợ giới thiệu nguồn lao động tại địa phương cho chi nhánh công trình Viettel Thanh Hóa. Hiện nay, chi nhánh công trình Viettel Thanh Hóa đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự kỹ thuật trên địa bàn, quý cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, về điều kiện tuyển dụng, giới tính nam, tuổi đời dưới 32 tuổi, lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc với cường độ cao. Trình độ, yêu cầu từ trung cấp trở lên các chuyên ngành, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, tin học, điện tử, điện lạnh, v.v. Chính sách đãi ngộ, ứng cử viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến. Chế độ lương, thưởng tốt, thu nhập bình quân từ 10 triệu đồng trên tháng đến 20 triệu đồng trên tháng tùy theo năng lực của cá nhân. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Địa điểm nhận hồ sơ tại Trung tâm Viettel trên địa bàn huyện, thị hoặc gửi trực tiếp về đơn vị chúng tôi theo địa chỉ tầng 7, tòa nhà Viettel, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.
đồng chí Bùi Thị Ngọc Lam, nhân viên tuyển dụng, điện thoại 0978784567. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị hỗ trợ giúp đỡ. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Hiếu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.